mới kêu bên Phúc xuống nhà mình để mà quay clip anh em. Hiện tại là Phúc đang ngủ trưa trong nhà mình, nhưng mà nó ngủ cái thớ rất là mắc cười luôn anh em. Nên mà mình mới gửi ra một đàn trò để đó là trò mình Phúc anh em. Nói chung là ở đây là mình có một cái chai kêu Nemly 2 này anh em. Anh em biết mình trò sao? Đó là mình sẽ trôi là mình lấy cái điện thoại của mình Phúc anh em. Mình dụ cái Nemly 2 này vào, mình dán vào cái lưng của nó, mình dán ngay vào giữa trung tâm lưng của nó thì thằng Phúc nó mập mà anh em. Chắc mình nghĩ là khi mà mình dán siêu lưng á nó sẽ lùm không được anh em, thì nó khó, rất là khó lùm luôn. Để mình xem thử cảm xúc của nó sẽ như thế nào khi bị mình chơi nghịch như vậy nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ không nói nhiều, mình sẽ bắt đầu cái clip luôn. Hiện tại đang ngủ trẻ quá, bây giờ mình sẽ vào nhà và bắt đầu thực hiện cái màn trôi nha anh em. Chưa quay gì vậy? Bỏ chạy. Cho mình. Quá. Trời bách bách được cái mày. Ừ. Đùa. Cái kia này mà hay như vậy. Đủ với sao rồi sao mà bấm bách mấy được cái mày? Tốn tiền tao sao? Kêu gì? Giác kêu gì vậy? Kêu năm hai. Sao gỡ ra? Thì mày gỡ đi chứ gì đâu mà gỡ không được. Gỡ không được anh em ơi. Tao ngủ, đang ngủ, chán khỏi lưng rồi. Lời, lầm xuống rồi chứ sợ gì vậy? Cái đầu ngoài đó sao lầm? Thế, ý là đang lầm được ấy. Dán kêu năm hai còn gì điện thoại nữa mày, hư điện thoại của con đâu vậy? Tao thấy điện thoại mày dán kêu xeo luôn rồi, còn lấy mà tao mua kêu là tính đồ gì đâu gỡ ngoài. Trời, sao lầm đi gỡ ra coi? Ý là cái điều quan trọng là mày lầm điện thoại tao xem thứ được không Phúc? Tại tao thấy túi mày mập mập mà tao nghĩ chắc mày lầm không được á. Chiếu nữa, ráng một chiếu nữa, ráng chiếu được còn táo. Ráng chiếu nữa còn táo đầu, chiếu nữa. Chùa bà anh mình tức ở đây. Cái bộ anh đủ á, nó mập như quê rồi. Dù mấy quầy cử yếu luôn mày Phúc. Đó tiền. Gỡ đồ tao biết dán hồng cho biết gỡ. Ý là bạn tìm cách gỡ thứ đi. Đáng lẽ mình gài đó bạn lụm được nè. Tao lầm tối mày lầm cái thấy tay tao. Cái tao rồi nó là giảm cân đi. Bộ mập quá mà biểu cho mà lầm tao. Ý là
Bây giờ lầm nữa. Nói ra hay nói tiếng nói. À, tao mệt.